Vâng, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Và clip ngày hôm nay mình sẽ review khẩu súng mới mà anh em đang rất là mong chờ đây. Một con sniper mà nó có nguy cơ bị anh em đưa vào những dòng súng mà bị cắn đây. Khẩu HKG28 nha. Úi xùi, một con sniper phải nói là anh em rất là dễ dàng sở hữu. Anh cắt vào cửa hàng GP mà hốt e ngay em nó thôi. 68.000 GP nha bạn. Úi xùi ơi, ông nào nói rồi, ngon thế. Khẩu này anh em cứ nheo vào bánh lương phan nha, nó bánh cực nhanh luôn. Các bạn chỉ cần nhận, úi trời ơi, vãi cá sướng thanh lọc cơ thể bạn. Ôi, vãi, ba ông, anh một quả bơm gì thơm thế. Úi trời ơi, ngon lành cành đào. Úi trời ơi, súng mình 18 viên lận anh em ơi. Rất chi là bá đạo luôn, úi trời ơi, quá tuyệt vời. Mình rất thích cái con đơ he này. Úi trời ơi, phê quá. Khẩu này mình thích mỗi cái chức năng bắn nhanh của nó thôi. Còn chức năng cận chiến thì phải cướp chém kéo ra làm sao. Thế nên là cứ bắn nhanh thôi, đừng cận chiến nha anh em, khổ lắm. Cung lục này rất là khó cận chiến. Úi ơi, vô đây cưng ơi, cuộc đời vẫn còn đẹp tươi. Úi trời ơi, 5 kill rồi. Về quá các bạn ơi. Bảo nói 18 viên nó làm nên tất cả. Từ từ bình tĩnh, ôi ôi, 6 kill thôi. Thêm, rồi ôi. Ai nè, ôi tinh lọc cơ thể phát đi rồi tao chạy. Trời ơi, giờ này chỉ còn cách mà mình troll thôi. Rồi ném một phát là mất nem sợi anh em ơi, quất luôn, đỉnh mệnh con tơ nó đi rồi là mình quất luôn, giết con cháu nhà nó quất hết. Đúng rồi, úi trời ơi, đúng rồi, bỏ chạy hả. Ủa sao thằng này nó cứ ném bơm à, nó không lên chém mà cứ bơm nó ném thằng này thì ai mà chịu nổi. Rồi ấy bập luôn. Úi trời ơi, mày chạy đâu đó, hay lắm. Đồng đội là phải như thế, anh em phải chơi đồng đội. Mình còn 3k7 máu, còn 3 con dơ mà, đây xuống đây. Mày phải cả bị lắc rồi. Ôi sao một pha lắc kinh hoàng, giá chỉ còn có 900 máu thôi. Phải cứt thật mày, tình huống đó chết mất tao rồi anh em ơi. Trời ơi, lắc cái kiểu gì mà lắc khốn nạn thế. Lắc sao mình mất 3k máu luôn, tôi cạn lời luôn. Ôi thôi giờ này chỉ còn đây. Mày ơi, một nhát rồi, mình phải tấn công lén thôi chứ không thể nào mà trực diện. Đó, cơ hội đây. Mày trời ơi, nó đang dí thằng kia cơ, nó không chú ý tới mình đâu. Hai thằng đúng rồi, chơi điệu hổ Lý Sơn kinh phải cứt. Tuyệt vời, anh em thấy clip này hay thì chia sẻ mạnh cho mình nha. Trời ơi, trời ơi, tuyệt vời. Bây giờ giá sẽ lên cho này thầm du xem, bây giờ vẫn chưa bán được cái con HKG28 này. Đúng rồi, lên rồi. Anh em nhìn cái màu nó giống cái kiểu khẩu súng, anh em còn nhớ cái khẩu súng M41 E không? Custom E ấy. Úi ôi, nhìn đẹp phết luôn. Rồi anh em cứ thành dơm đi, mình xơi hết, còn một giây. Đó rồi, cứ quắc liên phanh thôi. Úi ôi, rơi. Đồ đồ, thằng này hack rồi anh em ơi. Nó đi kiểu chậm chậm như này chắc chắn là hack rồi. Anh em cứ kết bại đi. Úi ôi, xong. Ra, đó, biết ngay mà, chắc đường nào chả ra. Trời ơi, con hàng này bánh ngon phết anh em ơi. Màu sắc thì rất là nếu mà mình đoán không. Ui, hack rồi. Này, úi dồi ôi, thằng này hack chết rồi các bạn ơi. Gặp chúng thanh niên hack mà kéo đứa xài xong đi, nó cứ chậm cơ. Trời ơi, đứng cho anh tên này ai mà không thích. Trời ơi, đợi này cô. Ui, kinh thế. Này, ngon. Ôi, cậu lục này rất là cơ động các bạn ơi. Nhưng mà anh em anh phải biết cách luyện tập và bánh một thời gian nha. Con này cũng rất là khó điều khiển lắm nha bạn. Bạn mà cận chiến mà không trúng thì cũng veo mồm đấy. Úi dồi, bánh liêm phanh. Thế nên là ông trúng viên này thì cũng dính viên khác thôi. Anh em sợ xoắn làm gì. Úi ôi, thôi, chuồng, định mở nó con tia chấp đen kinh thế. Tính mình thẩm du thêm tí nữa mà nó không cho. Nó vẫn quyết định là tao éo cho. Trời ơi, làm gì giờ này chứ, còn bắt cua hai thằng. Chú chết thì anh mà thành hero, mà chú không chết thì mình anh bắt cua thôi. Ê, túi gì, túi. Úi trời ơi, mít rồi, thôi. Thua. Lao đầu vào đây, chơi hết. Trời ơi, toàn giống nón này, sợ gì. Trời, túi tí, có một con thôi mà. Ôi, phải cực cực. Úi trời ơi, ném bom thế này. Trời ơi, mình thanh lọc cơ thể phát. Yeah. Tự giật búi sụt đồng thế. Còn giúp non thôi anh em ơi. Chạy đến mức khi nào mà hết chạy được thôi. Úi trời ơi, biến thôi. Mày, ôi, phải thanh niên. Rồi ôi, nó biến con đó thì thôi, cạn lời. Bánh cua nha anh em. Úi trời ơi, mít rồi, vãi trưởng. Lanh bèo vi bộ. Úi trời ơi,
Vẫn thức, vẫn sống, vì tôi còn sống rồi. Úi giời, hơi thoát rồi em ơi. Úi giời ơi, sau những pha nhảy zip zack thì mình đã win. Úi giời ơi, mấy ông định mệnh giết tôi như đúng rồi luôn. Bu đông mà địch còn thúi nữa chứ. Phải cứt thật. Tiếp ơi, lâu rồi mình mới chơi chế độ Dân Phương 4 nâng cấp đấy. Thế nên là anh em cũng like và chia sẻ mạnh cho mình nha. Tại vì mỗi khi mà chơi chế độ Dân Phương 4 nâng cấp thì kiếm xong đuối lắm. Rất là ít các bạn chơi chế độ Dân Phương 4 nâng cấp nhiều. Thế nên là mình cứ chơi Phương 4 thường thôi. Trời ơi, đứng này phang luôn. Rồi, khẩu này mà bánh dơm nó chạy tới giờ chính xác đó anh em ơi. Nhưng mà khẩu này nó hơi yếu nha. Bánh rất là nhanh hết đạn luôn. Tại vì tốc độ xả đạn của nó là bàn thờ mà. Anh em cứ thấy dơm nào mà được im là cứ xả. Cứ nhắn im lúc chục trái nha, nó không có giật đâu. Yên tâm đi. Trời ơi, vai cá trướng. Trời ơi, chạy thôi. Ôi, vai. Trời ơi. Trời ơi, mày vô đây. Bỏ chạy rồi. Vô lên đây vô quắc luôn. Chơi thăm như thế đấy. Chạy đang rời. Mày thay mặt như thế thì định mệnh đi đâu mà thoát. Trời ơi, mày lên đây. To con à, to con rẻ tiền nha cưng. Ui, thôi. Vừa nạp đàn vui chính mà khẩu này bánh mãi cho đạt quá thôi. Ui, thằng này cá lỗ à. Ui trời ơi, mất giáp rồi. Mày lanh đấy nha. Nó cứ canh me mình đang mất tầm nhà nhìn là nó cứ vào à. Ở đây, tất cả vô nhà đây, mình căng hết. Ui trời, túi gì, chắc hết, vô đây. Ôi, thanh niên tiên chấp đen định mệnh, chưa tiêu hóa. Tự tí mà chơi với mình. Trời ơi, nhiều thế. Các bác cứ lao vào hết đạn. Thôi, nó đâu. Đây, quất luôn. Trời ơi, nhấp cháy à. Mày, úi trời ơi. Gần thế mà vẫn không chết anh em ơi. Mình phải giết con này bằng, úi trời ơi. Mày, rồi, bó tay. Quất dao cho nó lành. Mày, ôi, thôi. Mắc cái giáp rồi. Giờ mình không cái giáp, giờ sao. Quất thằng này chết luôn nha. Oh, nó nhấp nháy mà mình ăn không được. Bực thật cái con đê này, nó cùi bác phải cơ cức luôn. Đây, trời ơi. Mày, ôi trời ơi. Trời, giờ này hết đạn còn mỗi một viên thôi các bạn ơi. Chúng ta làm gì đây, cứ xuống chính mà quắt nha. Trời ơi, mày giỏi mày ném bô bố đi. Trời ơi. Ném lại đó, biết ngay mà. Trời ơi, tao còn bôm, tao đéo sợ. Đây, ui trời ơi. Đồ, con tia chớp đen gốm đấy. Trời ơi, xém tí nữa là veo mồm rồi các bạn ơi. Thốn lắm. Rồi, phần cuối nha. Anh em nào mà chưa like và chia sẻ clip mình thì cố gắng like và chia sẻ mạnh vào nha. Dạo này thì mình hơi bơ bối, tôi làm clip nó không được đều. Anh em thông cảm cho mình nha. Từ mai mà mình phải nói là mệnh mình làm clip anh em dìm quá, mình làm không được. Chắc mình phải đổi tên thôi các bạn, dìm kinh quá. Với lại lối chơi các bạn vào chơi gặp mình cứ thở hiền à. Cứ bù vào giết mình thôi. Rồi, để tao cứu mày cho. Chạy đâu rồi. Úi trời ơi. Phải. Mình bánh mãi mà định mệnh nhờ cái bom. Không có cái bom thì em nó cũng hy sinh rồi. Úi trời ơi. Theo hồ mà cày sấy nha các bạn. Kiếm multi thế nào. Đứng trên này mà xoáy mày. Úi trời. Có chính thế. Một em phê quá. Úi rồi. Ông này ông nhảy lên như đúng rồi ấy. Rồi anh em cứ thẩm vô đi, mình cũng trên đây mình thẩm vô thôi. Clip lần này chúng ta đa phần là thẩm vô chơi sniper cơ mà. Đó, dí theo, xúc nó đi, giết nhiều vào. Mới có dơm để mình bánh chứ, dơm thế này ít quá. Trời ơi, nó lên rồi, nó kéo bài kéo lũ đây. Ôi, mày chạy đi đâu, trời ơi. Ô, sao nhảy qua đó rồi. Ui, quá chứ khức. Khẩu súng này được trăm mấy viên à. Quắc luôn. Ủa, khẩu này xuyên thùng ngon phết nhỉ anh em ơi. Ôi, ngon. Tự dưng định mệnh. Rồi, bắt đầu nhiều do này, mình thích điều này. Rồi, mày lên đây. Mày lên đây, 2 kill, phê 3 kill, ngon. Mày, rồi. Úi giời ơi 4 kill rồi. Rồi, combo của tôi, đừng có mắc nha. Thôi, tự dưng hết đạn thế này. Của tao, yellow 5 kill. Quá phê. Úi trời ơi, sao mình toàn gặp những thanh niên nhấp giấy giao hàng cho anh thế này. Úi trời, xuống phang luôn nhắm mắt combo uổng lắm anh em ơi. Úi trời, multi. Xoánh làm gì. Úi trời ơi, ngon. Còn em xem video nhớ like và share subscribe kênh ủng hộ nha. Bye bye, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.